Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình e-group ăn chia tổng bull là 150.000 token Zenith nha các bạn, đến từ sàn Fusion. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một tài khoản trên sàn Fusion và hoàn thành KYC nha các bạn. Thì các bạn đăng ký một cái tài khoản, sau đó các bạn nhấp vào ảnh avatar này các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một verify, các bạn hoàn thành KYC đi nha các bạn. Vì mình đã KYC rồi các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có một cái tài khoản và hoàn thành KYC trên sàn Fusion xong xuôi thì các bạn click tiếp trong phần link mô tả dưới video, mình mở bot Telegram và chatbot này các bạn. Start. Sau đó các bạn lướt captcha nha các bạn. XE NF IB Rồi, cái mẫu cho này gấp nữa các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow từ kênh Twitter của nó các bạn. Rồi, dự án Zenith mình đã follow rồi các bạn. Sau đó các bạn follow kênh thứ hai của nó. Các bạn theo dõi luôn nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn copy hashtag này nè các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi sau đó các bạn retweet nè. Rồi các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tweet nè các bạn. Các bạn dán hashtag đã vào, tán 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn dán tán 3 người bạn vào nè. Các bạn tweet lên nè. Rồi sau đó các bạn join vào kênh Telegram đi các bạn. Các bạn join và các bạn like nha các bạn. Các bạn bật đắp lên nè. Join thích kênh channel được rồi. Qua trời lót chậm. Join vào chat câu luôn các bạn. Rồi sau đó bạn bật đắp lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè các bạn. Máy sao chậm quá. Rồi trên Instagram đang theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Cho nên gấp kênh. Rồi, kênh YouTube bạn đăng ký luôn nha các bạn. Cho nên gấp. Rồi sau đó thì các bạn join vào Discord. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận lời mời các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một hoàn thành. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản đó các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một dấu tích màu xanh nha, một verify đó các bạn. Và các bạn nên coi nó yêu cầu gì không các bạn. Rồi các bạn bấm vào một request, các bạn chat câu đi các bạn. Bấm vào verify luôn. Rồi các bạn chọn vào tiếng Việt, các bạn chat câu đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up đến bot nha các bạn. Các bạn bấm vào submit detail. Rồi tiếp tục các bạn submit UID của sàn nha các bạn. Các bạn đăng nhập vào sàn thì các bạn sẽ thấy được UID nằm chỗ này nè các bạn. Trang bức ảnh avatar của tất cả các bạn nha bạn. Rồi bạn sao chép nè. 2 1. Rồi bạn dán ra vô đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn submit username của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, vào setting copy username của mình nha các bạn. Là cho bot. Rồi tiếp tục các bạn điền username tại Twitter mình nha các bạn. Team A cộng đầu tiên VN đó chính. Rồi tiếp tục các bạn điền là username lên Instagram mình nha các bạn. Trên Instagram thì các bạn nhập dạng avatar của mình nè các bạn. Các bạn copy username lên chỗ này nha các bạn.
bạn thêm vào cộng đầu tiên nha các bạn, bạn cho bot. Rồi tiếp tục các bạn điền vào username Facebook nha các bạn. Rồi trên Facebook thì các bạn sao chép liên kết trang cá nhân nha các bạn. Thì đó, cho bạn nào trên Facebook chưa có tạo tài khoản username thì các bạn nên tạo username Facebook mình nha các bạn. Rồi bạn thêm vào cộng nữa các bạn, cho bot. Rồi tiếp tục bạn submit địa chỉ email của các bạn nha các bạn. Rồi sau đó bấm balance đi check số cần mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 token Zenit nè. Bấm vào cái link lấy liên kết mình chia sẻ cho bè người thân nha các bạn. Rồi vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.